một cái ổ gà, nhưng mà ba đao với bộ vô thì nó bể, bể ra thì anh em sĩ bị té đó, nó nguy hiểm đến mạng anh em. Nhưng mà ví dụ mâm 8 cây vô nó chỉ vinh thôi kiểu vậy, thì nó sẽ giảm đi phần. Okay, hello anh em ha, thì lại là Hoàng đây. Thì anh em xem cái tựa đề video là anh biết thì hôm nay không phải là một cái video đi tour hay là một cái vlog bình thường rồi. Thì hôm nay sẽ là một cái video mà mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về những cái chuyến tour hoặc là những cái hiểu biết của mình. Ok ha. Thì đây không phải là chiếc riêng mình đâu anh em, riêng mình rã ra sơ còn lâu lắm. Còn chiếc sữa anh em không thấy nữa là biết sao, nó chẻ máy nữa rồi. Anh em biết làm gì không? Nâng cấp động cơ kiếm thêm, mà đợt mình đi nô là 18 mã đúng không? Nay mình chẻ máy mình vô số đấu, rồi mình làm cái đầu mới này kia. Nói chung thì mình cũng sẽ có quay những công đoạn làm xe là mình ra này kia cho anh em coi. Đề sáng sớm đề vẫn cái nào nổ. Nói chung là vẫn đang chờ chiếc số ớt với chiếc rim lắm. Tại gần Tết này anh em, xe cực kỳ đông, không thể nào mà làm trong kịp. Tại cái xe mà sơn si dọn lại mới anh em, thì nói chung là còn thời gian gần Tết nè, ai cũng bỏ sơn, ai cũng bỏ sơn. Nhưng mà bỏ sơn ở chỗ đẹp á thì người ta đông quá thì phải chờ, nên có thể ui sao sáng sâu không ăn ra quái đi chợ. Bữa tháo cái bánh ra có quên gắn bố không vậy? Thì cái hôm rày thì mình mới lên cái mâm mới cho chiếc xe đẹp của mình nè anh em. Mình lên hiện tại mình đang đi là mâm BRT anh em, mâm mỏng mới đó. Sẵn sau đạp không ăn luôn. Mình như lát mình ra mình sẵn cũng tra coi anh em. Thì lúc trước anh em biết là mình máu cái xe về thì mình đi cái mâm ba đào đúng không? Thì mình cũng có thử luôn, một lòng mình đi tu bằng mâm ba đào, mình đi cái chuyến tu là lại thử anh em. Nhưng mà kiểu cái cảm giác nó ngộ ngộ lắm. Sao mình giờ mình thấy vậy, giờ mình thay cặp mâm mới luôn, đây thử mâm BRT. Trước giờ mình cũng chưa đi cái mâm này lần nào anh em ơi, cái mâm này cũng mới, nhưng mà giá thành nó cũng khá là cao, nên mình nghĩ cũng khá là chất lượng. Tại cái đồ BRT cũng là đồ nhập mà anh em, BRT là đồ nhập từ nước ngoài về, thì ở đây có cái trụ sở bán, nên mình nghĩ là đồ BRT cũng khá là ok. Còn lát nữa thì mình sẽ nói cho anh em xem cái nghe cái lý do mà tại sao mà mình không nên đi mâm ba đao để đi tour đó. Mình không phải là mình nói gì nha, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cho anh em thôi nhỏ, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái nào cũng có cái lý của nó anh em. Thì thôi khi bán tải để mình cùi đèn tí. Để mình chạy tới kiếm cho nằm mát mát mà mình đứng lại mình nói chuyện với anh em được anh em. Chỗ này đợt trước mình hay quay mấy cái vlog ở đây nè. Có thể nhiều anh em chưa biết đây là chiếc xe gì anh em. Đây là chiếc Edge mới của mình mới lấy về anh em. Xe là 62 Vĩnh Vinh. Nói cho anh em là chưa biết luôn. Rồi lâu lắm rồi mình chưa ra chỗ này. Hồi xưa ở chỗ này là chỗ mình đi học, mình hay ra đây mình cúp học nè, leo cái xài rồi mình chơi này kia, giờ nó thành bụi rậm luôn rồi, lâu quá không ai ra đây. Kiểu giờ thành phố phát triển nữa, không ai mà ra tới mấy cái nơi mà kiểu hẻo lánh như này nữa anh em ơi. Đó anh em nhìn này, tổng quát cái xe mình này sau khi mới lên cái mâm BRT này anh em. Từ từ mình khoan coi cái cứng ngắc luôn, nóng hổi luôn, dính bố rồi, không chạy được. Sao vậy ta? Không lấy bền hay là? Để xíu nữa mình lên tiệm mình coi. Có anh em, thì mình mới lên cái mâm BRT anh em nhìn nó có liền xe không? Thì cái mâm này nó là 6 cạnh. Thì trước giờ mình cũng chưa đi tour, mình chưa trải nghiệm gì hết, đó. Nhưng mà mình đi thử anh em. Sắp tới mình chỉ đuổi vơ vơ cái xe một chút xíu anh em, tại vì mình không có thích đi mâm ba đao. Giờ mình thì nói vô thẳng vấn đề luôn nha, thì cái mâm ba đao anh em nhìn cái thớ nó thì hiểu rồi. Đây giao bộ cái này là một cây, hai cây, này ba cây đúng không? Thì lúc mà anh em vô gã
cái trọng lực vô đây là ba đau ơi. Cái chỗ này cách xa quá, trọng lực nó yếu anh em, cho bộ anh em vô ngà anh em gấp vô tới chỗ này ơi thì nó dễ bể hơn. Ở đây thì mình không có chơi cái mâm nào dởm hay là cái mâm nào mà ngon hết nha, không có chơi cái hãng cho bùa ra xin coi cái này kia, mình không có chơi cái hãng nào hết đó. Nhưng mà cái do cái là cái đặc thù của cái mâm đó thì mình biết là mâm nào chắc chắn nó mà vô gà lớn hoặc là kiểu mà vô trường hợp bắt dễ nó sẽ bể. Nhưng mà anh em đi tour anh em phải hiểu chứ, nói chung là cái tính mạng của anh em thì biết là mâm nào cũng sẽ vô thế nó cũng sẽ bể, nhưng mà nó đỡ hơn anh em. Ví dụ anh em đi một cái mâm chất lượng như ví dụ anh em đi 8 cây ra sinh voi đi, 5 cây ra sinh voi cùng một cái ổ gà, nhưng mà ba đao với bộ vô thì nó bể, bể ra thì anh em sẽ bị té đó, nó nguy hiểm đến mạng anh em. Nhưng mà ví dụ mâm 8 cây vô nó chỉ vinh thôi kiểu vậy thì nó sẽ giảm đi phần nào đó, tại mình đi tu mà trên đường đi bất chấp đâu ai nói trước được điều gì đâu anh em. Thì đó nên mình mới nói là mình không nên đi mâm ba đào rồi xin vòi đi tu kiểu vậy. Nói chung đi để đi cà phê đi kiển này kia thì được, còn anh em nói nho cái bạn vỏ thì thôi rồi, nếu mà đi tu chắc chắn là phải đi bạn vỏ bự 70-80 rồi, ai đâu mà đi mấy loại 45-50 này kia đâu. Thì đó, mà cái mâm này mình cũng không biết là nó có ngon hay không này đó, đến mình mà mình cũng chưa biết nó ngon hay không, tại vì mình thấy cái này là nó lạ, em kiểu nháy nháy đôi tương lai anh em, nhưng mà nhìn cũng lạ. Mình đi thử cái xe mình nữa thì nó còn kiểu là mình chưa dọn nhiều, tập trung vô nhiều anh em, nên bữa sau mình chỉ dọn lại, mà hôm sau mình gắn đạp vô không có pin đó, phải lên kiểm tra lại mới được, dính bố luôn. À cái bít tông bị đưa ra bài nè, lát mình lên kiểm tra anh em ơi. Thì tổng quan của mình là chiếc xe 6 hành dinh cho anh em cho nó biết hở mình cứ quay chưa. Thì xe này không có gì đồ chơi gì nhiều đâu anh em, chả qua được cái là nó còn mới, nó liên kiện xà beng, chủ yếu mình lấy về để mình còn dọn sơ lại hả. Còn nói chung là còn phải dọn rất là nhiều, thì chủ yếu là mình đi tour mà quan trọng là cái dàn chân nó phần máy lực êm bền ok là được, rồi phần đèn cổ này kia đầy đủ là bao tour rồi đó. Thì mình đi tour mình không có đòi hỏi nhiều, còn về vấn đề mâm ba đao thì giờ mình cũng thấy nó ra cả ba đao CNC này kia thì mình cũng bó tay luôn mình không biết nói gì hết anh em. Thì nói chung ra bình thường, nói chung mà mâm á, cái người sản xuất mâm á là người ta không có tội anh em, lỗi là lỗi do mình thôi. Cho bộ giờ mâm ba đao trên boy ra trên sân mà anh em lấy tu mà có bể hay là anh em có bị chạy suốt hay là anh em có bị cái gì mà mạnh hệ gì thì nói chung mà cũng là do anh em chọn thôi, chứ đâu phải là do bản do cái nhà sản xuất làm đâu anh em đó. Thì người ta cũng là sáng chế mâm ra cho này kia, nhưng mà mình nghĩ cái thế của cái mâm ba đao á thì nói chung là nó không hợp lý cho lắm. Còn mình không có nói tới chất lượng nhôm nha, thì đó cùng một chất lượng nhôm luôn, cùng một công ty luôn, nhưng mà thì đó vẫn biết là chất lượng của công ty đó, cái mâm khác chất lượng, mà cái mâm này đi thì nó dễ bể. Thì đó thì mình nói là do cái kết cấu của cái mâm thôi đó, nên mình nghĩ là mâm ba đao không nên dành đổi đi tour. Ồ bữa khi mình chạy phốt mình chưa thay rồi, sẵn lát nữa mình chạy lên mình thay cái phốt luôn anh em. Thì video này đó chỉ có đơn giản thì thôi, sẵn diện mình show cho anh em coi mà mình mới thay đó. Anh không biết anh em nhìn góp ý thôi có liền xe không, cái mâm này cũng mắc lắm á nha, nó mắc gấp đôi với mâm thường á. Thì mà mâm này mà mâm đồng mình nghĩ á mình sẽ sơn lại full nhựa màu đen bóng luôn, dành cho nó chất ở dưới là mâm đồng đó, nó nổi lên. Nói chung thì mình thích gì mình làm thôi rồi anh em coi tại vì cái thứ mình thích á, tại sao mình phải hỏi người ta có đẹp hay không, đúng không anh em đó. Nhưng mà anh em yên tâm, xe tôi dọn là không bao giờ xấu rồi. Anh em nhìn chiếc rim của tôi nè, Subaru tôi nè phải đỉnh chứ, phải đỉnh cho anh em coi mới được ha. Thì thôi chắc giờ mình để mình chạy lên mình coi lại cái con heo xong mới được, vậy là không được rồi. Trời ơi lúc trước ở ngoài đây này đông vui lắm anh em, mà dạo này kiểu thành phố này kia phát triển quá, nó không được như xưa nữa. Rồi bắt đầu người ta chở ba cái vụn đá tàu lao người ta đổ này, ở đây chứ có cá này, giờ là ngập bèo luôn. Trời ơi giờ bắt đầu đô thị được phát triển rồi, xây nhà cao tầng mấy ngói, giờ con nít ta bấm tử rồi, ai đâu mà đi phá đồ này kia đâu anh. Thì cái video này chủ yếu mình chia sẻ như vậy thôi, chứ mình không có gọi là mình chơi hay là mình gì hết, nhưng mà
mình nghĩ anh em nếu mà đã xác định đi tour thì anh em phải, nói chung là cái dàn chân của anh em phải cực kỳ ok đó. À mình cái gì kêu cục cục rồi ta, chắc là vô đường với bố. Chứ mà anh em đi trên đường thì nói chung là mình cũng còn mong cho cả anh em đều có thể là thường lộ bình an trên mọi nẻo đường mà đó. Kiểu anh em đi tour á, mình vẫn mong anh em là kiểu thành công thì dữ vậy. Chắc sắp tới mình sẽ làm một cái clip mình đi móc cái bô quá, chia sẻ chỗ mình móc bô cho anh em coi, anh em mới nên thuận này kia luôn. Chứ tại gì đi vô tăng đi hoài đâu có được đâu anh em, ảnh hưởng. Nhiều khi mình quay mấy cái lắp bình thường mà đi vòng vòng ở phố này nọ thì mình đi vô Vinh vẫn an toàn hơn anh em ơi. Đó kiểu vậy. Thôi sắp tới là sẽ siêu hết xong này, mình nghĩ dream của mình sẽ không kịp tết đâu nha anh em. Mình nghĩ là nói chung là tầm tháng nữa là dream xong, tại vì muốn dọn một chi kỹ càng thì anh em phải đợi, mình phải tốn mất thời gian kiểu vậy đó. Nói chung là bữa giờ mình chạy cũng quen sơ sơ chứ kìa rồi. Cái gì nó kêu riêng ta. Ok thì để sắp tới sẵn sàng mình thay vài món lạc giặt trên chiếc ghe của mình nữa này kia, rồi mình chỉ đi tour lại với nó, rồi chiếc siêu ít ra mình chỉ cầm bát. Sắp tới tầm tuần nữa mình sẽ đi tour anh Tú Nguyễn, anh Tú sách Winner ra hay là sách Z400 hay 500 gì đó ra tự thí với mình anh em ơi. Đó thì anh em nào có xem thì đó, thì sắp tới sẽ rất là thú vị. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian với dấu đó. Xem video của mình nữa, em thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký nha. Đừng quên là có ý tưởng hãy comment dưới nha. Ok, bye bye anh em.